Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ đến cùng với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một nữ thân chủ. Bản thân cô ấy năm nay gần 40 tuổi rồi, chưa kết hôn lần nào nhưng mà đã trải qua nhiều mối tình trước đó. Hiện tại cô ấy đang có một người yêu nước ngoài muốn kết hôn, nhưng bản thân cô ấy không biết mình đang muốn gì, cũng như là khi mà suy xét về tất cả mọi góc độ về sự thành đạt trong xã hội thì cái mong muốn lập gia đình với cô ấy dường như mong manh, và cô ấy cũng là đang rất là khó xử trong tình huống không biết nói như thế nào với cái anh người yêu. Bởi vì anh người yêu thì muốn đốc thúc đến cái chuyện là sẽ có con rồi sẽ đăng ký kết hôn. Bản thân người phụ nữ này thì không muốn kết hôn và lưỡng lự, tức là bị sốc khi mà đón nhận cái lời cầu hôn từ người bạn trai của mình. Bản thân người nước ngoài thì người ta rất là rõ ràng, yêu thì yêu mà không yêu thì thôi, và người ta chắc chắn sẽ không đầu tư quá lâu vào một mối quan hệ không cần thiết. Vì bản thân người đàn ông đó muốn kết hôn một cách thật sự, thì đây là giai đoạn mà người phụ nữ này dường như là đắn đo suy nghĩ. Vì biết rằng người đàn ông kia yêu mình, nhưng mà bước vào hôn nhân có quá nhiều điều phức tạp khiến cho cô ấy chần chừ và không có mong muốn là sẽ kết hôn. Bản thân cô ấy chỉ mong muốn có những tháng ngày đẹp đẽ yêu nhau ở bên nhau, và có chia tay thì quen người khác vậy thôi, chứ nghĩ đến cái chuyện lập gia đình với bao nhiêu phiền toái sau đó. Thì cô ấy khựng lại và cô ấy đã bước qua cái tuổi sợ ế. Vậy thì cái cách nào giúp cho cô ấy có thể định hình được cái tâm trạng, cái suy nghĩ lúc này? Đây là cái phần tư vấn mà mình dành cho một cô gái sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Xin chào em, rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn trong tình huống của em. Có thể nói rằng vào tuổi 40 của em, đứng ở cương vị một giám đốc đại diện tại Việt Nam, thì có thể em đã có một mức thu nhập khá ổn định với một căn chung cư hàng tỷ đồng, và em xinh đẹp, đi làm, tập thể dục, đạp xe, cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì đi chơi nước trong hay là nước ngoài, một cuộc sống khá thoải mái với em. Rõ ràng khi mà nhìn thấy cuộc sống hiện tại của mình, người ta miệng đời, những người ở quê em thì quan tâm đến em và thắc mắc rằng tại sao em chưa có gia đình và em chưa có con và em chưa có chồng. Nhưng đó dường như là một thế giới mà em không có muốn đề cập đến, bởi vì đối với người khác đó là cái mong muốn của họ, còn ở đây em đâu phải em có cái suy nghĩ như vậy đâu. Em là một cô gái hiện đại. Có thể những tháng ngày sợ ế với em nó vào cái tầm tuổi 28, 30, 35 kìa. Khi mà bước qua cái tuổi 40 hơn rồi á, có người muốn kết hôn với em, nhưng em cũng đâu có khao khát sẽ kết hôn và có được họ trong cuộc sống của mình đâu. Bởi vì em ở độc thân quá lâu, cuộc sống tự do đã mang đến cho em những cái sự thoải mái mà chắc chắn khi bước vào gia đình em không thể có được điều đó. Và tính cách của em là cái kiểu người yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà em chọn lựa người yêu, chọn một vài người, sau đó rồi yêu một người, rồi cuối cùng lại không kết hôn với người đó. Cái vấn đề ở đây á, khi mà chúng ta yêu và chọn lựa người để yêu chứ không chọn người để lấy á, thì không có phải là một cái điều gì sai trái, do bản thân mỗi người và cách suy nghĩ của họ ra sao mà thôi. Khi mà nghĩ đến cái chuyện mà lừa dối người khác yêu để kết hôn thì mới là cái điều không nên, và sẽ làm cho cái đối tượng muốn kết hôn với em một cách thật sự sẽ bị suy sụp. Khi mà những người muốn yêu qua đường, muốn vui vẻ với em, thì họ sẽ xác định một cái cách sống khác với em. Và em bây giờ cũng nghĩ rằng cặp bồ yêu đương là cái điều thú vị, chứ còn kết hôn thì là cái điều em không nghĩ đến. Nghĩ đến một cái tương lai, một người phụ nữ sau giờ làm việc về chạy hùng hục về nhà nấu ăn, rồi nấu ăn không ngon bị chồng chê, rồi bắt đầu tay bồng tay bế, rồi nuôi con, rồi con ốm, con đau, con khóc. Đấy là con khỏe mạnh nha, còn chưa nói là con bệnh tật hoặc là con dị dạng, em còn khổ biết bao nhiêu đúng không nào. Rồi bất đồng về những cái quan điểm dạy con,
rồi bất đồng về cái lối sống ăn uống và còn đâu những cái tháng ngày tươi đẹp trong hôn nhân nữa. Có rất là nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng khi bước vào hôn nhân họ lại đánh mất tình yêu của nhau ngay khi họ sống bên cạnh nhau. Vì sao như vậy? Vì khi họ yêu nhau, họ bên cạnh nhau đó nhưng mà họ chưa hiểu rõ về nhau, vì họ chưa thuộc về nhau và họ chưa có nhau một cách gọi là mang cái tính chiếm hữu và sở hữu toàn quyền, thì dường như họ còn tôn trọng nhau, họ còn xem nhau như kẻ lạ. Mặc dù đã rất là quen nhưng mà họ vẫn giữ ý, giữ tứ. Còn khi mà về gia đình là một cuộc sống chung, chúng tôi bây giờ thành chúng ta, rõ ràng những cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho em và người chồng của em sẽ có những cái nhận thức khác khi mà chung sống bên cạnh nhau. Dễ dãi hơn trong cái cách nói chuyện, dễ buông thả hơn trong cách hành xử và từ đó thiếu đi cái sự tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân. Và rồi những cái xung đột từ những cái vấn đề mà trước đây chúng ta không thấy trong lúc chúng ta yêu sẽ làm chúng ta bị mất đi cái hình tượng lúc đầu chúng ta xây dựng khi mà chúng ta đang yêu. Đến cái lúc mà chúng ta kết hôn thì chúng ta lại quá ngỡ ngàng vì một anh chàng ở dơ hoặc là một cô nàng cẩu thả chẳng hạn. Và với tính cách của em, trong trường học của em thì em là một cái cô gái kỹ lưỡng. Mới có một tháng người yêu qua ở chung với em thôi mà em đã cảm thấy ngột thở rồi. Em cảm thấy bừa bộn căn nhà, tuy rằng người đàn ông kia không có quá bày bừa bộn, nhưng mà để sai những vị trí em mong muốn hoặc là nhà nó xáo trộn lên, em đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Đấy là chưa nói là khi em có sự xuất hiện của một thiên thần bé nhỏ là con em, thì cái gia đình của em nó còn xáo trộn đến như thế nào nữa. Khi mà có một người đàn ông đến sống với em trong căn chung cư của em đã cảm thấy ngạt thở, em đã cảm thấy mình bị căng thẳng. Tức là em đã quen với cuộc sống độc thân, quen với cái thế giới tận hưởng của riêng mình. Bây giờ lại có thêm một người nữa đến thì rõ ràng có thêm biết bao nhiêu cái sự tác động đến cuộc sống của em. Phải có cái sự xáo trộn đó. Khi mà yêu một người, chọn người đó để kết hôn thì rõ ràng em phải có cái suy nghĩ là mình có thể là muốn hàn gắn với người đàn ông đó để tiến đến cái quá trình sống chung. Trong cuộc sống thì có lẽ về vấn đề tiền bạc không phải là vấn đề em lo nghĩ nữa, nhưng mà bởi vì mình là cái kiểu người phụ nữ độc lập, tự do, hiện đại, thích bay nhảy, không thích trói cột và yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ. Thật ra xét về góc độ, nếu mà hỏi rằng em yêu ai và em mong muốn điều gì thì thật sự ra em chỉ mong muốn là làm cho bản thân em được sống hạnh phúc thôi, làm sao cho em được sống vui vẻ thôi. Và em sống làm sao để em đạt được những cái điều em mong muốn và tránh đi mọi cái sự phiền toái tối đa mà em không cần thiết có được. Đó là cái điều mà em hướng đến trong cuộc sống của chính mình. Chính vì vậy mà cuộc sống hôn nhân dường như không phải là một cái mong muốn nhất thiết cho em để em phải đi tìm. Những cái chuyện đó nó đã xảy ra vào cái thời mà em cần kìa. Còn bây giờ em sống trong một cái ngưỡng thành công, có thể nói là một cái sự thành công rực rỡ nhất vào cái tuổi, gọi là cái tuổi trung niên được rồi ha. Thì em đã có một cái địa vị khá là ổn ở xã hội, tiền bạc, du lịch, mọi thứ đều thoải mái hết. Nên khi mà nghĩ về hôn nhân, đặc biệt là trong những cái tình huống những người phụ nữ bước vào hôn nhân có những cái sự tranh cãi với chồng, rồi mất dần đi cảm xúc với người đàn ông là chồng của mình, rồi sinh con, rồi người đàn ông ngoại tình trong lúc phụ nữ mang thai, hoặc là sau một thời gian thì người phụ nữ không còn đẹp, bắt đầu trở nên nhàm chán trong đôi mắt của người tình là chồng của mình, thì giá trị của người phụ nữ bị giảm xuống. Rồi người đàn ông lại sa ngã vào một mối quan hệ với người thứ ba, và rồi em lại phải là cái người đi giữ chồng, đưa mình vào những cái thế yếu trong một cuộc hôn nhân. Nghĩ đến những điều đó thôi là em đã thấy sù đầu rối tóc. Em so sánh cái cuộc sống độc thân và một cuộc sống của người có gia đình, nó không hề khác nhau gì hết. Nó chỉ khác nhau ở một tờ giấy kết hôn là được công nhận là vợ chính thức. Cái điều thứ hai nữa là kết hôn xong thì có con. Còn bây giờ có những người phụ nữ không cần có chồng mà họ có con. Đó. Họ có con theo cái dạng là mẹ đơn thân, single mom. Họ quyết định tương lai cho đứa bé đó. Mặc dù là đứa bé đó có muốn hay không muốn, họ có nghĩ đến cái tương lai, họ có nghĩ đến cái mong muốn của đứa bé hay không, đó lại là một vấn đề khác mà chúng ta không đề cập ở đây.
Nhưng mà cái lối sống như vậy không ai nói là đúng hay sai. Có thể là trong mắt của người này thì thấy là đúng, trong mắt của người kia thì thấy là sai. Quan trọng là bạn đứng ở góc độ nào để mà suy nghĩ về cái vấn đề mà bạn đang gặp đó. Nếu mà bạn đã nghĩ là cái cách sống và những suy nghĩ của bạn có lý thì nó phải đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì bạn chính là cái người nghĩ ra điều đó. Bạn nghĩ ra được điều mà phù hợp với chính bản thân bạn, bạn chọn lựa nó. Cái mong muốn mà có một đứa con nó không tồn tại trong em. Bởi vậy khi mà em nghe thấy một số người gọi là cô bác, chú gì ở quê nói rằng nếu mà không lấy được chồng thì có một đứa con, thì em chỉ cười. Bởi vì những suy nghĩ của họ là phù hợp với họ chứ không phù hợp với em. Em chồng còn không muốn lấy thì làm gì có cái chuyện mà muốn đẻ con ra để mà ầu ơ dí dầu. Và cái suy nghĩ nhờ con để mà con phụng dưỡng hoặc là sợ không có con là sẽ cô đơn. Với một người phụ nữ có cái khoảng thời gian để mà đi tập thể dục, để mà đi uống trà hay đi uống cà phê hoặc đi xem phim như em, thì làm gì có cái khoảng thời gian buồn đến mức mà em phải nghĩ là mình phải đắp vào những cái chỗ trống đó bằng một đứa con phiền toái, đúng không nào? Khi mà đứng ở cái góc độ của em nhìn ra những cái điều như vậy, đâu có là gì là sai. Em có quyền được sống theo ý muốn của em. Nhưng mà phải nói với em một điều như thế này, em đang bị căng thẳng trước giai đoạn hôn nhân. Có nghĩa là khi bước vào hôn nhân thì rõ ràng em là người có trách nhiệm với chính mình, nên em thấy rất là nhiều điều phiền toái khi mà em bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Và có thể đây sẽ là một cái rào cản khiến cho em không muốn lập gia đình. Nhiều người không có hiểu chuyện nói rằng em ế, nhưng mà trên đời này không có ai ế hết á. Thị nở còn có chế phèo đảm bảo với mọi người rằng không ai ế trên cuộc đời này hết. Chỉ trừ những người có cái tính gọi là độc và quái dị thì người ta mới không ai để ý đến thôi. Trong tất cả các loài hoa, hoa nào cũng có ong bướm bay lượn hết. Trừ khi hoa đó là hoa độc thì không có loài ong, loài bướm nào dám đến thôi. Chứ con người không có ai ế hết. Cái vấn đề chính yếu là họ có mong muốn kết hôn hay là không thôi. Những người độc thân đâu có nghĩa là họ không có tình nhân. Những người độc thân, người ta sống thoải mái hơn trong cái mối quan hệ đó. Người ta có thể cặp bồ và người ta có thể thay đổi người đàn ông trong một vài năm. Nếu mà họ thích hoặc là họ không cảm thấy phù hợp nữa thì họ chia tay. Người phụ nữ kết hôn bị trói buộc trong hôn nhân bởi vì một người đàn ông là chồng. Còn người phụ nữ độc thân, họ không kết hôn nhưng đâu có nghĩa là họ không thay đổi tình nhân đó. Và họ rất là dễ dàng thay đổi tình nhân hơn những người vướng vào và cột trói mình bằng một ông chồng. Đó. Có những người phụ nữ khi mà độc thân, họ có thể là người rất là phá, cũng quậy, cũng tinh nghịch. Có nghĩa là cũng có nhiều bồ bịch chẳng hạn. Quen người này không thích thì chia tay. Nhưng khi có chồng, họ sống với cái cương vị người vợ, người mẹ thì họ đứng đắn hơn trong mối quan hệ gia đình. Và họ trở thành một người mẹ mẫu mực và người vợ trưởng thành trong hôn nhân. Chính vì vậy mà họ không có phá quậy nữa. Vì họ cảm thấy là họ chơi chán rồi. Cuộc chơi dừng lại để họ có gia đình. Đó. Thì có những người xác định rất rõ là mình sẽ kết hôn, mình lập gia đình và mình sẽ sống như thế nào. Nhưng mà có những người, người ta đâu có chọn cuộc sống hôn nhân để mà là cái hướng đi hay là điểm cuối cùng, là đích đến cho cuộc đời của họ đâu. Họ chỉ tìm những cái giây phút vui vẻ, những cuộc vui không bao giờ tàn. Tàn cuộc vui này thì họ có cuộc vui khác. Tức là họ là kiểu người chủ động trong cuộc sống, họ không bị động. Chính vì vậy họ không cảm thấy sợ hãi cái nỗi cô đơn hoặc là không có sợ buồn. Bởi vì xung quanh họ lúc nào cũng có người ở bên cạnh, không có ai làm cho họ phải tan nát con tim hết. Bởi vì họ đã vượt qua được tất cả mọi cái nỗi đau khi mà tình yêu đến. Và họ là người chủ động trong cuộc chơi thì rõ ràng họ sẽ là cái người thao túng tất cả mọi thứ. Khi mà họ biết rõ cái luật chơi và cái kiểu cách chơi trong cái cuộc vui đó. Có thể nói rằng một góc độ nào đó thì người độc thân có vẻ như phóng túng hơn trong các mối quan hệ thì cũng là đúng. Nhưng mà có những người độc thân thì họ cũng không quan hệ với ai. Họ sống một mình, họ gần như là một dạng tu. Rồi nhưng mà cũng có dạng độc thân là họ sống một đời co người lại, sống đau khổ trong cái sự độc thân của mình, sống trong cô đơn. Và cái kiểu người phụ nữ đó thì lại mong muốn là mình tìm được ai đó, hoặc là mong muốn tìm được đối tượng kết hôn.
Chúng ta chỉ nên kết hôn khi nào mà chúng ta thật sự sẵn sàng. Đối tượng của em là đối tượng tương xứng với em về cấp bậc xã hội, tương xứng về học thức, gia đình khá giả và là một người đàn ông có sự nghiệp tại nước ngoài. Anh ấy mong muốn em đi sang nước ngoài để định cư và sống bên đó, nhưng vì em có một mức thu nhập bên đây tốt đẹp, em có người thân ở bên đây, em có tất cả những giá trị của em ở Việt Nam, em qua nước ngoài, em sẽ không tự tin rằng mình sẽ sử dụng được tiếng nước ngoài để mà tìm được một công việc. Chính vì vậy mà sẽ là một người vợ ở nhà chăm con, rồi những tháng ngày hạnh phúc của em có được tồn tại lâu bền hay không? Và rồi những đứa con ra đời thì em là người phụ nữ ở trong bếp núc như vậy. Sống ở một thế giới mà em không có bạn bè, em không có cha mẹ, không có người thân, không có công việc. Và rõ ràng em bận rộn với công việc của người phụ nữ là vợ, là nội trợ trong gia đình. Thì em có còn những ngày đạp xe đi picnic hoặc là đi tắm biển hay không? Thì đây là những cái điều mà em suy nghĩ đến, đâu có phải là sai. Những cái điều đó nó sẽ xảy ra. Và tất cả chúng ta khi mà còn là một người độc thân, bước vào hôn nhân thì chúng ta dường như phải bỏ bớt đi những cái điều chúng ta vui thích bên ngoài để mà sống chung với cái đối tượng là bạn đời kia, để xây dựng một cuộc hôn nhân. Cái cuộc hôn nhân á, cho dù là hạnh phúc hay là có những sóng gió trong hôn nhân, thì cũng làm cho người phụ nữ trưởng thành hơn trong hôn nhân. Và có những người phụ nữ độc thân chưa bước vào hôn nhân thì rõ ràng cái sự trải nghiệm của họ nói về cái sự trưởng thành trong hôn nhân thì không bằng một người phụ nữ thực thụ bước vào cuộc hôn nhân mà có những cái trải nghiệm sống động, thực tế nhất. Đó là cái sự khác biệt giữa cái nhận thức là nên độc thân hay là nên kết hôn, và những điều gì có được khi mà kết hôn và những điều gì có được khi mà độc thân. Rõ ràng là một người phụ nữ chủ động thì đến 60 tuổi họ vẫn có thể kết hôn được. Đó. Thực tế là có những người phụ nữ 60 tuổi kết hôn thật mà, với người nước ngoài chứ không phải kết hôn với người Việt Nam. Và em là kiểu mẫu người phụ nữ hiện đại không thích hợp với những chàng trai Việt Nam. Thì cái suy nghĩ Tây phương của em nó làm cho cuộc sống của em nó rất là mang cái tính relax, thư giãn với mọi mối quan hệ. Thì em liệu có thể tự ép mình hoặc là yêu người đàn ông kia nhiều hơn để mà đánh đổi tất cả mọi thứ để có được anh ta khi mà sang phương Tây hay không? Thì đây là một cái vấn đề mà em cần phải cân nhắc. Bởi vì tính cách của em và những mong muốn hiện tại của em, công việc của em và thu nhập hiện tại của em ở Việt Nam thì khá là sáng giá. Để đánh đổi tất cả mọi thứ, để chạy theo tình yêu mà mình xem đó là điều tuyệt vời nhất, bỏ tất cả mọi thứ để mà tiến đến với một người thì có thực sự xứng đáng hay không? Và liệu chừng em có duy trì được hạnh phúc đó bền lâu hay không? Thì phải hỏi xem em yêu người đàn ông đó bao nhiêu, và em hỏi xem là em có sẵn sàng để cùng đến với người đàn ông đó không em nhé. Rất là cảm ơn em đã tìm đến tôi tư vấn trong cái tình huống của mình. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe trong phần tư vấn của Sóng Tình LGBT trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.